quả bán được nhiều. Thank you.
Thank you.
Cần gì còn riêng cho không phải cắt hết thôi cô. Yeah.
trồng ở ngoài này. Vâng. Trồng ngoài này với chân kia. Ăn không? Thank you.
thấy vối vẻ được, thấy được rộng. Nên là dụng cái quả này chín rụng. Thế nào đây là mày vặt không được dụng? Không, con vặt trên cây đấy. Mà thế vặt của bao giờ ăn được? Anh ăn đầu này không, con đang bổ không phải ăn. Anh ăn thêm nhường cho anh. Con đây đi đây. Bữa ăn gì nữa? Đây bên đây thoải mái. Bữa đầu này bên thì còn bổ vẻ. Bác tí là làm như ngoài. Tiền nó không thành vấn đề nhưng mà nó là sức khỏe ăn đấy. Nhưng mà mấy con mẹ trên kia rau khoát đúng còn tốt như cũng nghe rằng nó to quá rồi. Hãy subscribe cho kênh Custard Apple để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những cây trứng gà rồi đây. Như là nước quả ngoại rồi, nước ngoại. Việt Nam vừa rồi. Thank you.
Thank you.
mà cứ kiểu béo gì này. Thank you.
15.000 một cân. Vâng. Thử ăn. Đấy, các bạn đi chấm chọn các bạn. Nhưng mà không biết quả nào là quả già. Quả nào già, nhưng quả này nó chín rồi đấy. Một gói thôi. Biết là như thế rồi. 12 cân đi. Vào lâu hoạt động. Lâu là anh cứ chín hay ăn. Mà biết lúc nào nó chín. Lúc nào mà nó đấy, 21. Nè được tươi. Phần này nó dàn lắm. Nhiều thủ tục quá. Có một hôm mua cao ấy, đặt mấy đâu ấy. Hôm mua cao ấy, mua lươn. Đấy, có một hôm đấy. Là 40 anh nhầm.
Yeah.
Nhanh lên để tâm vào cho con đi mua khoai chọ ạ kìa. Thế thì đi mua khoai chọ đi thôi. Nó bây giờ đổ đâu là chỗ nào? Thẳng cái đường đi xuống. Thẳng cái đường đi xuống nhá. Thẳng cái đường đi lên giờ đi lên chỗ trường học kia đi xuống. Ra lên liền với nó. Tập đến 10 chả. Gọi dân ra. Dân với lại nhà em. Tuyển lại ở gần gần nhà em à? Vâng. Thế ở cái chỗ mà cái hồ đấy á? Đất thì bới cho đến bao giờ?
Oh!
快点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 
cho trứng nó vào. Ngon đấy nhỉ? Ngon lắm ạ. Đấm trứng thì nó quay cho bà. Nhặt nhanh có người hết, nhặt nhanh, nhặt nhanh. Hết rồi, anh thuần. Hôm nay hơn. Cái bánh gì á? Này 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 hôm nào làm nhiều nhiều nhá. Chả cho đồ mà cho ngập dầu nhưng mà cho lửa bé đây đây là bỏ ra. Bỏ đó. 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 Mấy cái này cái này. Quấy thôi. Mẹ mình đã bán thôi. Cô cho bột đâu? Cô cho bột bột mì à? Này. Chưa à, của mấy chứ được chưa đó hàng. Đó là cháu là các bạn chưa được món nào ấy. Chưa được món nào. Một cái thôi. Để sáng mẹ. Khoai nào đã chẳng ngon. Qua lên đi chút đi ha, như giá 18. Cháu này đi đâu cũng thấy đi chợ rồi. Người ta đánh phấn phải kẻ trong mày kẻ bôi, cháu tôi trong mộc mạch thế này hàng bao nhiêu vạn con người người ta xem. Vâng, cháu làm từ 5:30 sáng giờ. Đúng rồi, đi trang điểm đi. Trang điểm đẹp, cái nó không trang điểm nó đẹp cái kia. Thế này lên video đi, lên video phải còn xinh. Không phải là như thế, tao đéo mua. Cái tao đầy khoai tao không mua, nhưng mày không có thì mày mua thôi. Không mà toàn không mà khoai đã đảo. Chứ phải phơi chứ được. Đang phơi, phơi một tí cho bao nhiêu. Xóm nhà tao đây, tiền vay xóm nhà ta đây mà. Bự. Bà ơi, 20.000. Bự lắm ấy. Ôi, là cho chị cái túi cứ ta mua xuống. Để phơi ra ăn dần. Ăn dần cái này. Chẳng ai cắt được ăn gì. Không bao giờ làm việc nữa. Đấy đâu em bảo đấy, cứ chọn đi sang ngoài. Ơi dài ơi, các bạn ơi. Đây người đã bà đừng nói khét. Nói khét nói thật chứ không phải nói khét. Nhưng này cứ lơ sơ sơ cho ra ngoài đường luôn. Chân yếu tay mềm không bước là có lơ sơ sơ đến nhà giàu có người ở kia này. Trước mặt thì nó lịch bà nó xoa xít cho bà đi khỏi cái nó để cho bà thấy hơn cướp. Có tiền nè. Có tiền nè, thiếu rồi đéo làm gì được. Đã hết tiền. Ngọc Sơn. Ngọc Sơn ạ. Đâu phải mang đèo sang đấy hộ. Cho này à? Bây giờ mình cắt đi. Mẹ ơi. Mẹ cắt cho con cái này con đi về đấy. Đây, này, lốt. Đây, 20.000 thôi. Đây, nó ạ.
thôi. Vâng. Mua thịt thôi, khoai đây này. Khoai bán nào đây? 10.000 cân à? Thế cho chú 3 cân nhé. Khoai bán 5.000 một cái, bán một mâm để cái hết ngày. Mỗi người cái, ta bỏ ra cô ấy, bỏ phía sau cô làm nhiều hơn vào. Vâng. Ít quá. Làm cả đây nói, tốt nào nhờ nói đi. 30.000 à? Dạ. Cảm ơn nhá. Mai đến nhá. Năm kiểu cô tô. Mong con cháu nó làm được là được chứ sao đâu. Ta chỉ mong con cháu ta nó giàu. Giàu cao được nhờ. Mình 1 ngày 3 tháng. Thế mà đầy nó sao làm? Nó làm. Đi đây.
Cháu làm lên 35 nghìn nước giờ.
Thank you.
cũng chẳng. Thank you.
rồi. Cầm gì đây cầm. Không bằng được cái chỗ kia. Kia đất nó đẹp. Thế là gieo thì mới đến lúc có cây, thế là mới đánh ra dòng. Nay nó cứ cắt điện ấy suốt ngoài trại như thế này. Đem này lên để quảng cáo lên trên mạng.
Hãy subscribe cho kênh Custard Apple để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một cân không mà này đất em mình làm thôi. Thank you.
người ta bán cái loại xoài mít này này. Chị ăn thử. Thank you.
Thank you.
Thì mình bọc không to mà vui. Đi vào nhá. Mà chạy. Từ cắt nhá. Cắt cái quả đen ấy, ngọt. Anh chưa đủ ăn được 30 cái keo.
Đâu mà cần cái nước hả? Thank you.
Thank you.
bước chơi này không? Đây, đâu, bạn tung lên thế nào. Ngày nào, bắt đầu. 1, 2 ra để cô nhảy chưa xong. Đây, xếp hàng ra, xếp hàng nào. 1, nào, nhảy đi, nhảy đi. Nhảy nối với nhau nhá. Ây, dạ đây. Đúng rồi. Đúng rồi, chạy. Ôi, bạn này. Hôm nào ít nhất là phải được 5 cân. Nhưng mà mai